bây giờ mình đã đến địa điểm của đây là điểm du lịch Thịnh Động các bạn. Cùng gia đình sẽ đi lên đó để khám phá trên đó như thế nào nha các bạn. Ở trước mình rất là nhiều người buôn bán đồ, bây giờ mình sẽ quay một phút cho các bạn xem nha. Đây bán những cái bịch, những cái lon bánh tráng trộn, rất là nhiều thứ. Đây bán rất là nhiều đồ ăn cho ghế tuổi trên nha, như tóc ổi mấy game ha. Đây bây giờ mình đi vô nha các bạn ơi. Ở đây mình đã đi hết một lần rồi. Ở đây là bán đồ lưu niệm rất là nhiều nha các bạn. Trước ở đây có một cái chỗ bán đồ cổ nhưng mà bây giờ hình như là người ta đã nghỉ rồi các bạn. Thưa các bạn, đây là một cái khu văn hóa, cũng có thể là đây gọi là khu di tích văn hóa, tại ở đây là có những cái câu chuyện về Thạch Sanh. Cái này các bạn, đây, đây trong này là có hình như là có cái chỗ nhốt công chúa, rồi con chim nó đánh cắp công chúa nó về hang các bạn. Đây bán rất là nhiều hàng lưu niệm. Thấy bị phim cái mở khẩu trang nha. Không biết xưa là biết ta. Không, lớp 110 à. Đây bán rất là nhiều đồ, áo thun thái, cặp, những cái nón, quần áo rất là nhiều nha các bạn. Đây những cặp giày bánh lưng. Hết. Đây hết đó. Rốt nè. Hả? Ngon. Cầm đi. Thôi anh đâu có hết cái đó đâu. Còn bên đây là có nhiều bụi nè. Cái xe đầu xe chống mặt đồ này nọ mình xài cũng được. Bên đây là 35 ngàn. Thôi bên đây 35 ngàn. Đi lịch đó xài 55 ngàn. Nó tốt. Muốn nó mời em được không? Này bán rất là nhiều đồ thủ công mỹ nghệ các bạn. Động cho các bạn xem nha. Đây đang có rất là nhiều người đi lên trên núi. Rồi lên núi. Đây, giờ mình cũng cùng mọi người lên trên núi nha các bạn, lên để tham quan đồng Thạch Sanh như thế nào. Má không, ba chị Vĩnh Long không? Trời ơi, mình đi đường này. Mình đang cũng rất là chen. Mình xuống được kia. Trời đi giờ kìa con. Điện thoại đi đâu? Đây. Tối ngày kẹo không. Đây đang có rất là nhiều người ở phía dưới này các bạn. Một số thì đang nghỉ mập, một số thì đang chuẩn bị lên và xuống. Đây, bây giờ mình tiếp tục quay lên trên các bạn để đi vào hang nữa. Đây có những cái hàng đá rất là lớn trên này. Đây, cái này có tượng Đức Mẹ Quan Âm các bạn.
Đây, bây giờ mình sẽ đi lên các bạn ơi. Đây mình tới cổng rồi nha các bạn. Tới cổng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi lên, lên bằng đường này. Sức mùa hồi hộp các bạn ơi. Đây, giờ mình vô đây mình quay cho các bạn xem nha. Đây chắc hơi tối quá. Đây rất là mát luôn. Hàng rất gió rất là mát. Hơi mát ha. Hôm sáng giờ hơi tối một chút. Bây giờ mình vô đây mình tiếp tục khám phá trong này nha. Ồ, này quá trời mát các bạn. Mát quá. Gió quá mát. Đây là cái hang hồi xưa trong cái câu chuyện là Thạch Sanh đi xuống đây nè các bạn. Đây có nguyên cái nhốt công chúa ở đây. Đây là cái giếng nữa. Cái hang công chúa là cúng công chúa bên đây nè. Phải không? Phải không? Nhìn dòm xuống cái dòm quýu. Dòm xuống cái dòm quýu quýu. Bên này có chim yến bay các bạn. Ở đây nhìn ra là thấy đây cửa hang các bạn. Cái này là muốn có công chúa thì tham mà công chúa mình thấy là như là chân có một dây nhưng mà đây bây giờ mình theo dòng người đi bây giờ mình lên trên để hang trên kia coi có cái gì trên đó khám phá rồi như thế nào. Đây là cái hang, đây là đường đi các bạn, rất là hẹp. Bây giờ mình mới đi hai chiều hai bên. Được trời cháy, dịnh trời cháy, nguy hiểm. Đây, cái cao mới đường nít đi là phải có người lớn dắt nha các bạn. Đây, này ở trên quay xuống, nãy mình mới đi ngang qua nè các bạn. Đây là cái chân ngang hai các bạn. Nhìn rất là sâu, rất là thâm thẳm. Đây có rất là nhiều người các bạn ơi. Tới đây là xong rồi đó hả ta? Chủ yếu là dòm xuống dưới và chụp hình thôi các bạn. Đây bây giờ mình đứng méo ngoài của trên đây, quay xuống cho bạn xem. Đây có dây leo. Hồi xưa mình leo lên bên đây mình thấy có con mèo trên đây các bạn. Giờ mình xuống dưới các bạn. Ở đây thì nói chung là cũng không có còn cái gì, không có cái gì. Đây, xong. Giờ là chủ yếu là
tham quan về cái đường núi và xem trên này có những cái chuyện như thế nào trên này. Đây rất là mát, không khí rất là mát các bạn. Xuống nhà sống lắm đó nha. Đây mà mát. Trong kia mình đã đi xuống, xuống được cái tầng thứ nhất. Hôm nay mình coi nó có cái gì ở đây, nãy cái đường hàng bên này. Nhìn qua là thấy biên giới của cầu Chiền các bạn. Đâu hồi nãy mình đi ở ngoài đường mình thấy người ta còn đâu đi lên nữa chứ anh chỉ là phải đây không? Còn đi lên nữa. Còn lên nữa không? Bên đó có thang. Thôi em kia lên thôi, em kia rồi hết rồi. Bên nào có thang. Đi lên nữa. Chỗ nãy mình đi đó. Chỗ nãy mới lên. Đó rồi. Qua đường rồi. Rồi đây rồi. Dạ. Ở bên đây mình sẽ thấy con núi. Biết núi gì nhưng mà cái ngọn núi bên này mình thấy không có đồng bằng sông ngòi y chang như ở những cái tỉnh lân cận nha các bạn, bình thường nha, đồng ruộng đồ. Đây có cái không khí rất là mát, có nhiều người selfie chụp hình để luôn nè. Giờ mình đi xuống các bạn ơi, tham quan động vật xanh có lẽ lên đây kết thúc nha các bạn. Đây có rất là nhiều người. Đây cũng là có những cái ngôi chùa trong hang. Có những ngôi chùa trong hang có là nơi để nhiều người muốn vái những cái điềm lành, cầu mong bình an, thành công trong cuộc sống. Giờ mình đi ra ngoài trước các bạn. Trời gió mát quá. Đây, bây giờ mình ra khỏi động rồi các bạn ơi. Không. Cái đó là gì cô, cộng nó gì cô? Rong biển. Về mình làm mấy chè đồ này kia anh. À. Rồi mấy cái cục ở trên đó là gì cô? Làm muỗng chôm. Muỗng chôm. Cái này nước ký là muỗng chôm. Lấy nó không? Muỗng chôm, muỗng nóng 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 nóng. Cái đại đi. Cái đại đi, trả tiền đi nữa. 25 nghìn. Đi đi, chuẩn thảo đi. Cái đó là cái gì? Đây có rất là nhiều đặc sản nha, rong biển và muỗng chôm để làm những cái chè hay là nấu nước uống nữa không cô? Nấu chè được đó, là này ngon lắm, muỗng chôm này nè. Mình ngâm rồi mình ăn đó. Chung mũ gòn rồi á. Mũ chôm rồi. Dạ. Đâu biết thì mình ngâm ra mũ chôm đó là đủ tiền chơi.
chào mọi người, cái buổi tham quan thạch động tại Hà Tiên đến đây là kết thúc các bạn ơi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nam Phi nhé. Đây thì cũng có nhiều cái núi non, địa hình cũng rất là hiểm trở, nói chung là con nít thì phải gán mà giữ các bạn, đi cho nó an toàn chút. Đây ở dưới các bạn.